Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Vận mệnh sẽ thay đổi nếu phụ nữ có 3 điều này: ham học hỏi và cầu tiến. Phụ nữ lúc nào bị gắn cái mác an phận khi đã kết hôn. Họ không được bon chen, không được có sự nghiệp đỉnh cao. Chỉ cần tìm người đàn ông làm chỗ dựa cho họ thế là đủ rồi. Thế nhưng chẳng có ai làm chỗ dựa cho ai cả đời được phụ nữ ạ. Hơn nữa việc bạn phụ thuộc kinh tế vào chồng càng khiến chi bạn mất đi quyền lên tiếng mà thôi. Tới lúc có biến cố hay đàn ông rời bỏ thì phụ nữ cũng chẳng thể nào mà bước tiếp được. Đừng hài lòng với những gì bản thân ở hiện tại. Bạn phải luôn chăm chỉ nỗ lực và cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Khi bạn có sự nghiệp, đạt được những gì bản thân mong ước thì mới được mọi người xung quanh nể phục. Hãy tự đi lên bằng đôi chân của mình phụ nữ nhé. Độc lập cảm xúc, biết buông bỏ đúng lúc. Họ tiếc những kỷ niệm trong quá khứ. Họ đã quen với việc có người đàn ông ở bên cạnh. Do đó phụ nữ vĩnh viễn cũng không thể hạnh phúc được. Phụ nữ ạ, bạn phải biết buông bỏ những điều không xứng đáng, những gã đàn ông tệ. Cầm lên được thì cũng phải buông bỏ được, làm chủ cảm xúc của chính mình phụ nữ ạ. EQ cao, một người phụ nữ có EQ cao thì khả năng nhận biết, đánh giá và điều tiết cảm xúc của bản thân cũng như những người tiếp xúc với mình. Phụ nữ là người có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt. Họ không bao giờ cư xử lỗ mãng, luôn biết tiết chế sự nóng giận. EQ cao có thể được rèn luyện và trau dồi theo năm tháng nên phụ nữ đừng coi nhẹ điều này nhé. Con người không sống một mình mà sống giữa tập thể. Khả năng biết xử lý mọi việc sẽ tạo nên sự thiện cảm của mọi người dành cho bạn đấy. Hơn nữa EQ cao cũng giúp phụ nữ có thể quản lý tốt tình yêu, hôn nhân của bản thân mình. Vì vậy để tăng cường thêm các khí, chiêu tài chiêu quý nhân, các bạn có thể kết hợp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân luôn đem theo bên mình để đem lại may mắn. Vòng tam hợp huyết long là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Đá mã não đỏ là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ. Ngoài ra còn dùng để trừ tà, rất thích hợp dùng làm bùa hộ mệnh. Trên mặt đá sử dụng mực vàng thần tài có hình ảnh bộ ba linh vật Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mão Mùi, Dần Ngọ Tuất, Thân Tý Thìn, có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Gỗ huyết long được gắn với cái tên là gỗ đế vương bởi loại gỗ này thường được sử dụng trong cung điện của vua chúa ngày xưa. Trong phong thủy, gỗ huyết long thường được các thầy sử dụng nhiều bởi tính chất trừ tà, giảm tai ương cho người sử dụng. Vòng tam hợp huyết long được sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Đây là vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0911998682, 0986707892 hoặc để lại họ tên, xìa tờ năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.